Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Dân Đếp đã chia sẻ với các bạn cái về select 2. Mình có một cái select thông thường đây đúng không ạ? Như này. Đây mình có thể chọn đây là các cái tỉnh thành, mấy cái tỉnh thành này. Còn đây là cái select với cái select 2. Thì các bạn có thể search ở đây được này. Hải Phòng này. Rất là hay khi các bạn mà làm cho cái việc sử dụng kết hợp với Ajax nữa trong cái việc tìm kiếm đúng không ạ? Thì nó gợi ý cái tìm kiếm này thì rất là hay đúng không ạ? Ngoài ra thì mình có thể chọn nhiều, trong cái trường hợp bạn nhiều các bạn thêm tab đúng không? Bên kia các bạn sử dụng WordPress thì sẽ thấy là cái những cái phần chọn tab của WordPress này. Hoặc là các bạn viết thêm cho cái project của mình thì trông nó có vẻ đẹp và chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với cái select thông thường đúng không ạ? Thì để sử dụng nó như thế nào thì trước chúng ta sẽ phải cài đặt nó hay là cái khác là nhúng cái select 2 này vào trong project của chúng ta. Thì cách đơn giản nhất là chúng ta sử dụng từ cái thư viện CND của ZDeliver đúng không ạ? ZDeliver đây thì chúng ta nhúng một cái file chứa CSS của nó này thì để nó có các cái style như này nó đẹp đúng không? Và cái JS nó work cái phần này. Cách thứ hai thì các bạn có thể cài qua Bower thì các bạn tiến hành Bower Index Select 2 là nó sẽ tải cái thư viện này về cái project của chúng ta. Thì để cả chạy được cái lệnh Bower này thì máy các bạn phải cài Bower. Đúng không? Và để cài được Bower thì bạn phải cài Node.js và npm trước tiên đúng không? Thì các bạn có thể tham khảo cái video của mình hướng dẫn về cài Node.js và npm đúng không? Thì các bạn sẽ cài được cái Bower và cái trang vào trang bower.io thì các bạn sẽ có hướng dẫn cài. Nó rất đơn giản thôi. Tiếp theo là chúng ta nhúng vào cái project chúng ta đúng không? Thì khi các bạn cài bằng Bower thì nó sẽ tạo ra cái folder là Bower Component, trong đó có chứa cái select 2. Trong cái select 2 này sẽ có folder dist là cái folder sau khi người ta build ra đúng không? CSS này thì chứa file CSS và JS chứa file JS tương ứng thì mình nhúng vào project của chúng mình tăng thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể cài đặt thủ công thông qua cái việc download từ cái trang github.com/select2/tag thì trong này nó có các cái version này. Đã có các cái version đây cho chúng ta. Đây. Version mới nhất là 4.0.3 thì các bạn tải về. Tải về thì nó là xong giải nén ra thì chúng ta nhúng vào cái project chúng ta cũng tương tự thôi. Từ cái đường dẫn đến cái file chứa cái CSS và JS đúng không ạ? Còn các cái tài liệu tham khảo thì các bạn có thể tham khảo thêm ở select2.org. Tiếp theo chúng ta quay sang cái phần code mình đã xây dựng, mình đã code đã nhìn ra. Thì có một lưu ý nữa là khi các bạn nhúng cái CLI2 này thì bắt buộc các bạn phải nhúng jQuery nhé. Phải có jQuery thì nó mới work, nó mới chạy, không thì nó sẽ lỗi jQuery. Đây từ cái đoạn khởi tạo của mình đây. Đây mình tạo ra một cái class là JSCLI2 đúng không ạ? Sau đó là mình đặt trong document.ready thôi. js.cli.cli2 thì nó sẽ chạy được. Đó. Thì cái trường hợp multi thì các bạn cho cái thuộc tính multi bằng multi là được. Đúng không? Thì đây là cái folder mình đã cài. Thì đây mình sẽ chạy lại cái phần cài từ Bower cho các bạn xem. Đưa các bạn new terminal. Thì ở đây là của mình ở trên Mac. Thì trên Windows các bạn dùng cmd hoặc là các bạn dùng cái Visual Studio Code thì cũng có cái phần terminal tương tự như mình này. Thì các bạn có Bower Index Select 2 nó sẽ tải về cho chúng ta, nó sẽ đào cái thư viện về cho chúng ta. Đây các bạn thấy là Bower Component đây. Đó, nó được tải về thì trong này nó sẽ có cái nhiều thư mục linh tinh thì mình chỉ quan tâm đến cái thư mục đích này thôi. Đấy, thì trong này có CSS này và JS này thì các bạn nhúng vào như bình thường, nhúng vào cái project của chúng ta. Đây ví dụ như mình bỏ từ cái JS deliver đi mà mình nhúng từ từ cái Bower này vào đúng không ạ? Thì ở đây là mình để trong demo này
demo đúng không? Đây thì mình lấy từ trong demo này. Còn bây giờ mình copy cái index này ra, mình copy cái index này ra, mình cho ra ngoài cái thư mục gốc của mình đi. Đây đúng không? Đây. Đấy, thì bây giờ mình nhúng thử cái bower đúng không? Bower component. Đây gọi là xấu ra ditch ditch đúng không? CS tiếp theo là bower component ditch CS thôi. Đó. Đấy. Thì lúc này cái ví dụ của mình thì nó chỉ còn đến select 2 thôi. Đây đây thì cái chỗ này nó chưa chạy này đúng không, nó đang bị lỗi đúng không, mình có thể inspect đây để mình kiểm tra. Đó. Đang bị lỗi đây. Đây nó không xác định được cái mình đang sai đây. Đây thì mình sai chữ component. Thì các bạn đợi nhất là các bạn copy in the pack này. Đó. Thì mình thay từ chỗ đi này đúng không? Đó. Thì nó sẽ chuẩn xác này. Giờ mình đi nó lại. Đó, nó đã nhận đúng không? Đây. Hệ thống. Đó. Nó work đúng không? Rồi. Ok. Video này mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì có lẽ một cái video sau mình sẽ giới thiệu về Select 2 và Ajax. Thì rất mong được các bạn ủng hộ và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.